kinh văn phật cáo a nan cập chư đại chúng nhữ đẳng đương tri hữu lậu thế giới thập nhị loại xanh bản giác diệu minh giác viên tâm thả giữ thập phương phật vô nhị vô biệt việt dịch đức phật bảo ngài a nan và mọi người trong chúng hội các ông nên biết, 12 loại chúng sanh trong thế giới hữu lậu đều vốn có bản tâm sáng suốt nhiệm màu, là tâm thể giác ngộ trọn vẹn, không khác tâm thể mười phương chư Phật. Giảng Đức Phật bảo Ngài A Nan và mọi người trong chúng hội, tất cả các ông nên biết 12 loài chúng sinh trong thế giới hữu lậu đều vốn có bản tâm sáng suốt nhiệm màu, là tánh giác sẵn có xưa nay, là chân tâm vốn sáng suốt nhiệm màu, là tâm thể giác ngộ hoàn toàn, không khác tâm thể mười phương chư Phật, hoàn toàn giống nhau, chẳng khác chút nào. Chư Phật mười phương cũng có bản tâm sáng suốt nhiệm màu ấy, và trong mười hai loại chúng sanh, cũng thừa hưởng được tâm thể hoàn toàn giác ngộ sáng suốt nhiệm màu, bản giác diệu minh, giác viên tâm thể và còn được gọi là tánh như lai tạm. Kinh văn Do nhữ vọng tưởng, mê lý vi cữu, si ái phát sanh, sanh phát biến mê, cố hữu không tính, hóa mê bất tức, hữu thế giới xanh tác thử thập phương vi trần quốc độ phi vô lậu giả giai thị mê ngoan vọng tưởng an lập biệt dịch do ông vọng tưởng mê mở chân lý nên phát sinh si ái khiến gây ra mê lầm cùng khắc nên có hư không cái mê biến hóa không dừng nên có thế giới do vậy các cõi nước nhiều như vi trần trong mười phương chẳng phải là vô lậu đều dựng lập nên từ mê muội vọng tưởng rằng dạ, do ông vọng tưởng mê mở chân lý này a nan tự tánh của ông và tự tánh của mười hai loại chúng sinh cùng với chư phật chẳng khác là một là như nhau Tuy nhiên, nương nơi chân mà ông giấy khỏi vọng tưởng sai lầm trở nên mê muội chân lý, mê lầm sai trái từ đó phát sinh, nên si ái phát sinh. Lỗi lầm lớn nhất là gì? Là si và ái. Có thể nói si và ái là hai thứ, cũng có thể gom nó lại thành một thứ si ái vô minh che lấp mọi hiểu biết chỉ biết đến ái dục chỉ nghĩ đến ái dục từ sáng đến tối chẳng thể buông bỏ được ái dục dù chỉ trong chốc lát nếu quý vị chú tâm nghiên cứu phật pháp cũng như khi say mê ái dục vậy thì sẽ thành phật rất chóng nhưng tiếc thay quý vị không thể chuyển đổi ý thích dục lạc thành ý thích phật pháp Ông càng học Phật pháp, ông càng thấy chán, ông cho rằng tôi có quá nhiều lỗi lầm, Phật pháp vạch ra cho thấy hết thảy, tôi chẳng muốn học nữa. Phật pháp kêu gọi tôi thay đổi tập khí, làm sao mà tôi có thể thay đổi được điều ấy? Đó là một ví dụ về si ái, ở trên kinh văn đã nói, do vọng tưởng nên mê lầm chân lý, nay tôi có thể nói rằng mọi lỗi lầm đều phát khỏi từ si ái khiến gây ra mê lầm cùng khắp si ái gây nên sự mê lầm cùng khắp ông trở nên mê mở lầm lẫn về tất cả mọi việc khi ông trở nên si ái ông không hiểu biết gì cả về mọi việc không có việc gì đáng để ông quan tâm cả ông còn ngoan cố cho rằng nếu tôi có đoạn địa ngục thì kệ tôi việc gì phải bận tâm ông chẳng còn bận tâm đến việc gì nữa cả